Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 19. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình. Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái chế đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giê-xu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những chế này. Thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói:
Người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ cái chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chương 37. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Ca-na-an. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Sin-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Và Israel thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng: tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng: vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày để phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Israel nói cùng Giô-sép rằng: các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: có con đây. Israel biểu rằng: con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hebron, người sai Giô-sép đi đến Si-chem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng liền hỏi và nói cùng chàng rằng: ngươi tìm chi? Đáp rằng: tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói: các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: ta hãy đi đến Đô-ta-in. Vậy Giô-sép đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô-ta-in. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp: chúng ta chớ nên làm đổ máu ra. Hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả hố khô cạn, chẳng có nước. Đoạn họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ít-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ai-cập-tô. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vả khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-ên đem qua xứ Ai-cập-tô.
Ruben trở lại hố, này Joseph đâu mất rồi, bèn xé áo mình. Trở lại nơi các em mình mà nói rằng, ôi đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng, đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng? Jacob nhìn và nói rằng, ấy là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu, bèn nói rằng, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Ai Cập bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pharaon. Chương 38. Trong lúc đó, Giu-đa lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Canaan tên là Su-a, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sinh được một con trai, đặt tên là Ê-rơ. Nàng thọ thai nữa, sinh được một con trai, đặt tên là Ô-nan. Lại sinh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Và lúc vợ sinh sản thì Giu-đa ngủ tại Kê-xíp. Giu-đa cưới cho Ê-rơ con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng, con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sinh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn Giu-đa biểu Ta-ma dâu mình rằng, hãy về ở quá bên nhà cha con cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng, chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a vợ Giu-đa qua đời. Khi đã nguôi lòng thì Giu-đa đi cùng bạn là Hira người Adulam lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thim-na. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng, này, ông gia ngươi đi lên Thim-na đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo quá bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enanim bên con đường đi về Thim-na. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Giu-đa thấy nàng cho là một kỵ nữ vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng, hãy cho ta đến cùng nàng, vì có người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng, người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? Đáp rằng, ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi, người sẽ cho tôi một của chi làm tin cho đến chừng nào sẽ gửi con dê? Đáp rằng, ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ. Nàng đáp, con dấu dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay. Người liền cho đi lại cùng nàng. Nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo quá bụa lại. Giu-đa cậy bạn Adulam mình đem cho con dê con đặng chuột mấy vật tin nơi tay người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng, người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng, ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Giu-đa mà rằng, tôi kiếm nàng không đặng, và dân nơi đó có nói ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. Giu-đa rằng, này, tôi đã gửi dê con đến mà bạn tìm chẳng thấy nàng. Vậy để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng, Ta-ma dâu ngươi đã làm kỵ nữ, và vì nông nổi đó nàng đã hoang thai. Giu-đa đáp, hãy đem nó ra thiêu đi.
Đang khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai do nơi người mà có các vật này. Giu-đa nhìn biết mấy món đó bèn nói rằng: Nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la con trai ta cho nàng. Đoạn người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sinh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước. Bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều và nói rằng: Đứa này ra trước. Nhưng nó rút tay vào, thì đây anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng: Mày tông rách giường này. Họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rát. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dạy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.